Phát triển thân khẩu ý cùng với nhau, phần tiếp theo. Tạo từ trường khẳng định. Quý vị ngồi thiền ở nơi nào thì từ trường sẽ lưu lại nơi đó. Bởi vậy, lúc nào quý vị cũng nên làm việc tốt để được bảo bọc trong từ trường tốt. Ngay cả khi nói chuyện về hành thiền, về Thượng Đế, về lực lượng minh sư và về những điều hay lẽ đẹp cũng sẽ tạo ra từ trường tốt. Cho nên khi ngồi thiền, dĩ nhiên quý vị sẽ tạo ra từ trường tốt và sẽ được lưu lại ở chỗ đó. Càng ngồi thiền ở nơi đó nhiều bao nhiêu, thì từ trường ở nơi đó càng dày bấy nhiêu. Càng nói chuyện về những điều khẳng định, bức tường từ trường bao quanh quý vị càng dày. Và như vậy, đồng thanh tương ứng, quý vị sẽ thu hút thêm những từ trường tốt từ nhiều hướng khác nhau. Cho nên mỗi khi đi đến đâu, quý vị cũng mang theo cái gọi là túi lực lượng, một dòng hào quang của từ trường tốt. Và càng mang theo nhiều từ trường tốt, quý vị càng cảm thấy dễ chịu hơn. Càng cảm thấy dễ chịu, quý vị càng nói nhiều về những điều khẳng định, những điều tốt đẹp. Càng nói về những điều khẳng định, tốt lành và càng làm nhiều điều tốt, thì quý vị càng tạo nên nhiều năng lượng tốt. Càng tạo nên nhiều năng lượng tốt, quý vị càng cảm thấy dễ chịu và càng làm nhiều điều tốt hơn. Dòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Cho nên, đừng bao giờ chìm đắm trong dòng từ trường phủ định. Hãy sống trong từ trường khẳng định. Tôi biết điều đó rất khó, bởi vì đôi khi người ta kéo quý vị xuống, nhưng phải cảnh giác, phải cẩn thận, luôn luôn cố gắng giữ tâm khẳng định. Hãy nói nhiều và làm nhiều những điều khẳng định mà mình có thể. Hãy tự bảo vệ mình và rồi quý vị sẽ tạo nên một căn nhà tuyệt vời, một căn nhà lưu động để mỗi khi đi đâu, quý vị cũng mang theo ánh sáng, chấn động lực tốt và từ trường tốt. Càng mang theo nhiều từ trường tốt, quý vị càng thu hút. Càng thu hút thì quý vị càng có nhiều lực lượng và càng khẳng định. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền Tam Quốc tế tại Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày 16 đến 18 tháng 12 năm 1998, nguyên văn tiếng Anh. Cách giảm thiểu ham muốn tình dục. Thưa sư phụ, ngài có thể khuyên con nên làm thế nào để có thể kềm chế được những ham muốn tình dục đáng ghét của mình? Cầu Thượng Đế gia trì cho con. Tôi không có kinh nghiệm này, biết không? Có rất nhiều cách chữa trị, nhưng đa số mọi người khi ăn thịt uống rượu quá nhiều sẽ khơi dậy nhiều thú đam mê trong họ. Chúng ta đã có đủ cái gọi là thú tính trong người rồi. Vì thế chúng ta làm nhiều điều giống như loài vật. Điều này chúng ta không thể kềm chế được, vì chúng ta thừa kế tánh chất của thú vật khi còn sống tại thế giới này. Một Cho phần nên là bây vì giờ, chúng nếu ta muốn có kiềm thân thể chế sự này, đam mê đó, chúng ta phải giảm bớt những thức ăn có độc tố và kích thích, đại khái như vậy. Có những loại thực phẩm làm gia tăng dục tính. Có người tìm kiếm những thứ này. Có một số người như vậy. Vì vậy, các vua xưa kia thường ăn những món ăn đặc biệt, bởi vì họ có nhiều thê thiếp. Có nhiều thực phẩm kềm chế sự ham muốn dục tính. Bước đầu là hoàn toàn thuần chay, không trứng, không cá, không rượu, không dùng chất độc hại. Có nhiều thứ mà người bình thường chúng ta phải trả giá cao để mua, đều là chất độc. Tôi thường tự hỏi tại sao người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để tự đầu độc mình. Nhưng dù sao, đó là sự lựa chọn và ý muốn cá nhân của họ. Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi làm sao để giảm dục tính của mình, có nhiều cách để làm. Quý vị hãy chuyển sang thuần chay, ăn uống đơn giản, không ăn quá nhiều dầu và gia vị kích thích, đại khái vậy. Uống nhiều nước lọc, đừng uống rượu sâm banh. Rượu sâm banh là thứ tệ nhất, chỉ dành riêng cho ngày cưới, quý vị biết hả? Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Tôi không biết người ta nói như vậy. Nhưng đơn giản nhất là hãy bận rộn, làm những việc có ý nghĩa, giúp đỡ người khác. Rồi quý vị sẽ quên đi vấn đề của mình. Tôi cũng không biết tại sao quý vị lại có thời giờ để nghĩ tới sự ham muốn này. Tôi tin rằng những đam mê giới tính của quý vị sẽ tự biến mất
Nếu quý vị thức suốt đêm và đọc sách như tôi, vì tình dục rất sợ làm việc. Hãy làm một việc gì đó. Thế giới này có rất nhiều đau khổ. Hãy tình nguyện làm vài việc trong những lúc nhàn rỗi. Hãy cảm nhận sự đau khổ của đồng loại. Hòa mình vào sự cống hiến và niềm vui. Một niềm vui thuần khiết trong công việc. Phụng sự những người đau khổ này. Mang lại hạnh phúc thanh cao đến cho tha nhân. Điều đó cũng sẽ mang lại hạnh phúc thanh cao đến cho quý vị. Có thể quý vị đã đọc quá nhiều tin tức nhảm nhí thiếu lành mạnh. Bây giờ đừng đọc nữa. Hãy chuyển sang đọc các loại sách thánh hiền, đọc thánh kinh, đọc kinh điển Phật giáo, đọc kinh Koran, đọc bất cứ thứ gì về đời sống thánh thiện mà quý vị có được không? Sách của Ấn Độ giáo, bất cứ sách nào mà quý vị thích, sách tập yoga, giáo lý của các bậc thánh hiền, có rất nhiều sách để đọc. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại Tân Gia Ba, ngày 10 tháng Giêng năm 1995, nguyên văn tiếng Anh. Kết hôn cũng được, nếu việc này không cản trở sự tu hành của quý vị, và tình dục cũng không sao, miễn là nó không gây phiền phức và làm trở ngại sự tiến bộ của quý vị. Nhưng thường thì có ảnh hưởng, vì đầu óc chúng ta không thể chế ngự được điều này. Kinh nghiệm tình dục quá mãnh liệt, khiến con người khó có thể kềm chế được. Đó là lý do hầu hết các minh sư đều khuyên đệ tử của họ tránh xa tình dục. Cũng như rượu, vốn là một chất độc, nhưng nếu quý vị uống một chút, rượu không thể giết chết quý vị hoặc đưa quý vị xuống địa ngục. Nhưng nếu bây giờ quý vị uống một ít, ngày mai quý vị sẽ uống nhiều hơn, rồi sau đó quý vị sẽ hủy hoại cơ thể, trí óc và tinh thần của mình. Cho nên minh sư nói, hãy tránh xa rượu. Không phải vì minh sư độc đoán hay ức chế người khác, mà ngài biết điều gì là tốt và điều gì không tốt. Tuy vậy, quyền lựa chọn vẫn là ở chúng ta.